Chào toàn thể mọi người. Tính đi ra sau hè dọn cơ bảo Úc nấu cơm chưa thì thấy bảo Úc đã nấu cơm rồi. Ngày nào bảo Úc nấu cơm đây. Hôm nay từ mùa dịch tới giờ thì để mình qua trao tiền cho bạn cái gì ha. Bảo Úc có mình thường quân gửi tiền cho bạn thêm mà gần trao cho bạn cái gì. Mới cũng thú vị, nói chuyện hơi xìu xìu quá. Nãy giờ cũng mệt thì nằm nhắm mắt chút xíu mà uống được. Thôi để đi ra trả tiền cho bạn lúc xong công việc. Chiều bảo Úc. Cơm chiều. Giờ mấy giờ rồi bà? Không biết nữa. Thấy tối tối nấu với sợ để ăn mưa. Này sao che tóc mũ nữa rồi? Che sợ đang nấu rồi ông mưa bất tử. Che vậy chứ gió vũ cái văn à. Chị thấy tầm bợ quá mà. Làm đỡ sợ mưa trên cái mình đang nấu gì nè, mưa ở cái mưa nó ướt. Này bằng cái gì? Này bầu, mua bầu luộc chấm nước tương. Bầu luộc hả? Mua chiếc bầu quen á, không hỏi không coi gì chứ, đưa chiếc bầu già ngắt kìa. Bầu như hôm đó này nó không có bán được cái gì, để quá già hột gì cứ ngắt. Vì ngắt ăn gì? Rồi có lấy cái da đó ăn bậy nó giờ bỏ hả? Bầu già chút quá rồi. Bầu già ăn lặt nhắt rồi mà nó cứ ngắt à. Yeah. Đứng ở ngoài gì nè kêu bán trái bầu nữa, đưa con trái bầu. Mua đâu bà, mua đâu? Bên chợ. Sáng đi chợ. Hôm nay bà kế hoạch gì trả nợ nhà nước gì chưa bà? Chưa có kế hoạch gì hết trơn, biết làm sao giờ đây nó hổm còn tính con bán. Yeah. Hổm tính bán người kia, nó kêu bán nó chơi nó tao bán 1 tỷ khi nó bà đưa đi 900 đi tôi lấy cho. Hỏi lại nhỏ gái nó la làng quá trời. Đi vô trong tiền tám chẳng á, trong công nghiệp á. Dạ. Mua chẳng nó kêu vô rủ vô mua với nó thức đất đó mà nó rẻ, mà trong đó nói má ơi má già má lớn tuổi rồi má đi chẳng người má bệnh hoạn chở ra không kịp, đường đi nó khó, ban đêm hôm nó có máy nữa, thôi má đừng có đi, nó la quá trời la luôn. Thôi tính ra căn nhà mình giờ giá trị nó cao rồi mà cái tiền nhà nước thì mình đâu có nhiêu đâu, có 30 triệu à. 30 triệu là luôn, mà tiền vay cất luôn ha. Thì đó chứ cô đâu có dạy gì đâu, cô dám gửi gì đâu, không tiền có. Nhà tiền đất 10 triệu nè. 10 triệu với 10 triệu kia. Giá kia 10 triệu, 6 triệu mà. 10 triệu làm gì? 10 triệu kế. 3 triệu hầm cầu rồi tiền lãi rồi đó, cộng vô cái nó bắt mình vay 6 triệu, cái nó gật ngang qua nó lấy tiền hầm cầu, cái nó đóng tiền lãi. Cái nó tính ra lãi mấy năm nay là nó quy ra hôm đó là mấy tháng hồi chưa dịch bệnh đó, mấy tháng trước đó là nó quy 29 triệu mấy trăm đó, còn mấy chục mấy trăm gì nữa là 30 triệu. Có tiền đất là 10 triệu đầu tiên nè. Tiền đất 10 tiền triệu. Dây tiền cất nhà nhiêu? Dây có 9 triệu hả? À? 9 triệu với hầm cầu 3 triệu à. Là tổng cộng 22 triệu à. Mà lãi tới nay 29 triệu mấy? Rồi mình phải hỏi lại 6 triệu đặng mà trả 3 triệu hầm thì, cầu. Tại vì hết cái kia hết hạn. Rồi cái hết hạn ngân hàng rồi mà mình không có tiền trả cho nên tao bắt mình tạo cho mình vay cái khoản vay mới để trả cái khoản vay cũ, tại bên kia người ta hỗ trợ cho mình bao nhiêu năm là hết hạn. Mình quá đát. Thì vay kỳ đó cô cũng không nhớ nó, lúc cô trực trên từ thiện mà bữa đó cô sốt nhiều quá à, rồi cái cô mệt quá mà mấy ông bắt cô đi đi với cô nằm quẹo đeo đó à. Mấy ông nói gì nói làm gì làm, mấy ông cho vay nhiêu rồi mấy ông gật nhiêu rồi, còn nói của bà còn mấy trăm nè, còn nhiêu còn bây giờ tôi hết biết rồi. Tính ra cũng hơn 10 năm rồi còn gì nữa. Tính ra cũng hơn 10 năm rồi. Lãi không tới 10 triệu là lãi nhà nước đó, chứ gặp lãi ngoài hơn 10 năm chắc chết luôn. Thì đó bởi vì của nhà nước đó, chứ phải ngoài chắc trốn luôn. Lãi ngoài chắc tới nay ra chấm hết tính với hết cái giá trị nhà luôn. Chứ nhớ mình tính coi mấy năm trước hai đứa đi hết trơn, mạnh vợ vợ đi mình chồng đi rồi Út bốn đứa, Út bán có 100 vĩ số, Út đâu có nuôi nổi đâu, mua gạo á. Yeah. Mua gạo rồi đớp nó bệnh rồi đó, là tiền bốn đứa đi học mỗi đứa Út phát cho đứa 5.000, rồi bốn đứa nhiều 20.000 ngày rồi. Rồi tiền mua cá, mua đồ ăn cho nó mua cá mắm cho nó nữa. Út thì Út không có ăn gì hết, còn mua cá mắm cho nó đó. Rồi tính ra con bán con trăm với số không đủ đâu hết. Rồi tiền đâu đóng lại. Biết rồi cô nói giờ thôi. Bây giờ cô có lấy nhà thì tôi ra ngoài sân tôi ở, chứ giờ tôi cũng hết biết làm sao. Nó nói bà lo cho con cháu bà ăn, bà không lo trả nợ, phải bà lo bà trả nợ tháng 5 triệu bà cũng hết nữa cô ơi.
cô thấy đó, nó ghẻ chóc nó lầy lụi trơn, cha mẹ bỏ hết trơn rồi tôi phải ôm nuôi, chẳng lẽ giờ tôi bỏ cho nó chết. Rồi giờ tôi nuôi nó giờ cô tính đi bán ngày như trăm lời trăm ngàn đủ nó ăn không? Nó nổi tiền đi học là một ngày hết 20 ngàn, rồi tiền cá mắm rồi gạo nữa, lúc đó ăn ngày cả lít gạo mấy đứa nhỏ nó ăn á. Cô nói quá trời suy nghĩ buồn, nói thôi giờ muốn tính bán mẹ là trả nợ hết, mà chị bảy mắt kiến cho nó, chị la chị nói gì mà có mấy chục triệu mà chị bán người chị đi đâu ở hố con ông cũng đòi bán cho nợ kìa, người mẹ ba la đó nói bán người cho nợ kìa ở đâu. Bởi vậy chị bảy tụi nghiệp chị bảy chị gầy, chị nói để tôi năn nỉ mấy ổng cho út ơi, chị năn nỉ chị nói giờ hoàn cảnh bả giờ quá khổ rồi, bả giờ bả đi bán đi số, bả nuôi bốn đứa cháu nội vậy đó rồi giờ không đủ ăn nữa. Giờ Tiến về đây thì nuôi con này ha. Tiến về thì nó cũng đi xiệt đi xôi vậy, rồi nó cho cá mắm cho con, nó muốn ăn đâu nó ăn, mấy nhỏ nó muốn ăn đâu ăn, muốn ăn của cô ăn, muốn ăn của mẹ nó ăn, rồi muốn ăn của cha nó lục ăn, cha tùm lum hả, nó ăn tùm lum, chạy tùm lum, muốn ăn ai đó. Nó không có dự định đứa nào chỗ nào, có bữa cô cũng không biết nó ăn nữa, rồi cô nấu có nửa lon gạo đủ hai bà cháu ăn, nó lên nó nội con ăn dưới thì thôi ăn đi bà nào nhịn đó. Bữa cô nhịn đó cô ấy quậy nước đường cũ mà cô ngủ tới sáng rồi. Ok á. Chứ lỡ rồi đi nấu gì sao ban đêm sao đi nấu. Nó lên nó thấy ăn rồi nó thèm nó muốn ăn á, nó nói bà nội cho con ăn dưới rồi con. Nó ăn rồi chưa mà nó ăn nữa. Không biết nó. Trời ơi. Rồi cô để cho nó ăn rồi cô nhịn. Chèn nó khổ dữ. Trời. Rồi có bữa ai sợ vậy đó nấu dư dư. Giờ nó hai ba chỗ ăn rồi còn lo gì nữa. À. Rồi vậy sợ vậy đó cái nấu dư hôm qua nấu dư đó, hôm qua nấu gà một lon gạo đó cái chị sáng bỏ mưa sáng cô hấp cô ăn. À, sáng hấp cơm nguội ăn. Bữa nấu mà trong bụng biết nó bữa nào tao nấu dư rồi chắc là không đứa nào ăn, bữa nào tao nấu thiếu là tôi que ngàn thiệt nấu dư nữa không à. Kêu ăn nó mà. Cô ăn muốn chết. Bữa luộc rau rồi nó cái thấy nó thấy rau rồi cái nó thèm. Nó mà ăn. Khó quá. Quá thì khó, ngồi đây nó nhỡ cay cũng chết luôn. Nó tắt cho nó khó. Cái tiếng gì chạy ẹp hả? Nó sạc cái phái nó đi ấy. Rồi đặt quạt cho nó cháy đền không khó. Cháy thì khét sao? Tôi kéo ở ngoài. Ở đây mà với mấy bữa trời mưa rồi sao bà làm sao? Trời mưa thì cô nghỉ nấu. Chừng nào mà nó tạnh mưa cô nấu. Còn bữa nào cô thấy chuyển đó như giờ chuyển gì là cô nấu trước á. Vậy thôi vì trời mưa tao vô nấu bếp ga. Già mặt quá à. Còn kệ nó đi, nấu trước. Còn bữa nào mà nó mưa sớm á, thì cô để tạnh mưa rồi cô nấu. 6 giờ cô nấu được, 5 giờ cô nấu. 6 giờ cái cô cúng xong rồi cô ăn. Đâu có gì. Mấy người con kia của bà có ai giúp bà được gì không? Không. Có con nhỏ thứ 6 thì nó bể nợ, nó trốn đi mấy năm hôm nay cả năm rồi. Nhỏ một lần nó che trời ở đây nè, nó bể nợ trốn đi. Còn rồi. Nhiều người nữa mà, còn mấy người kia đâu? Còn có nhỏ gái kia thì nó trên Củ Chi á, nó đi mần với chồng con nó chảnh á. Nó đâu có gì được. Có khá không, có giúp bà được không, gì không? Nó cũng nghèo thấy mộ luôn, nó đi mần thì giờ vợ chồng con cái nó mần đủ ăn mà con cái nó tư riêng hết rồi. Tại vì con gái thì nó gả rồi, giờ còn hai chồng nó, thằng chồng nó thì đi làm mướn, ai mướn gì đi mận nấy, còn nó ở nhà nó bán nước chai á. Ở nhà trọ đó nó bán nước chai vòng vòng đó. Còn bà còn thằng trai kia nữa mà. Còn thằng ôi trời, thằng đó nó đi hồi nó 16 tuổi tới giờ. Nó đi quan từ xa 16 tuổi tới giờ đi liêu tiêu đi lơ xe. Rồi nó đi làm hất tóc, rồi đi sửa máy, rồi nó làm gì làm nữa, có vợ có lãnh đi liêu tiêu vậy đó. Không có giúp được bà ha. Không, còn nó lâu lâu vậy còn xin 50% á. Chàng ơi. À, lâu lâu mà tiền đâu xin? Bởi vậy có bán số nghề lời con 100 ngàn xin gì? Thì bởi vậy nó xin là không có rồi thôi. Đâu có hỏi xin nhiều, nó biết bán không có trả lời nhiều, đâu hỏi xin nhiều, bán cho con 50 đổ xăng hay gì, nó không có rồi thôi. Nói không có rồi thôi, nó không nói gì hết á. Nói gì vậy? Hỏi xin nè, con nói trời, mày nghĩ làm sao hả? Nghĩ làm sao mà cho tiền? Rồi thôi. Có cho gạo thì có, nhờ gạo người ta cho cô ăn nhín nhút quá. Dạ. Cô dư cô cho được 10-20 kg có. Ừ. Đợt dịch này cô có cho nó 20 kg. Hôm nay qua báo bà tin vui bất ngờ đấy nè. Dạ. Để kéo cái này ra coi. Dạ con xíu. Nói gì ai chết? Nhỏ mụ trong đường vô kinh đông 2 đó.
Nhỏ mù mà cô nói mẹ mù con bị bú đây nè. Con mới lên thăm mấy ngày nay đi mà. Mới chết thì chịu qua. Ủa gì hả? À. Sao chết à? Nó bệnh ghê ghê quá. Nhà chết người mẹ dạy hả? Ừ, thì chết nhỏ mù á. Chứ à. Mẹ nó còn nhỏ bú thì còn. Sao bữa đó con lên nó ngồi cũng còn tính khô mà ta. Hả? Cô mới nghe nói hồi trưa cô đi chợ cô mua thuốc. Rồi người vô thường dữ vậy. Bữa đó nó còn ngồi tỉnh lắm đâu gì đâu. Không có dấu hiệu gì bệnh hoạn yếu gì chứ. Trời ơi. Rồi, có bệnh gì chết không hay là sao mà chắc nó bị bệnh chết đó. Chứ mấy bữa đây con lên mấy bữa chứ gì mà thấy còn tỉnh khô à. Chỉ có cái là ốm và ngồi không thấy đường còn chỗ thôi. Nó hồi đó nó đi hứng lúa mướn đó. Hứng lúa máy xuống đó nó hứng rồi hụt lúa văng vô con mắt. Rồi tưởng đâu nó vậy rồi nó đi lo nó không lo cho nó để hư con mắt rồi cái nó lây qua con kia luôn. Nhưng mà hai con luôn. Hôm đó hôm mà mổ từ thiện đó cô kêu nó nói thôi đi chị Tư ơi tiền đâu mà mổ, nó đi mổ từ thiện mà tiền gì nó không ai nuôi. Rồi là nó la nó cái nó ừ nó lây lắc bỏ luôn. Chuyện. Rồi có người thì người ta nói mắt nó giờ mổ không có được nữa. Rồi, tại vì nó quá rồi. Dạ, vì lớn cụ quá. Dạ, với lại bây giờ bà mất rồi trốn đâu? Thì đất nhà nó của bà già nó đó. Mà dù em dòng sau nó dành hết mà chắc chết rồi chắc nó cho chôn chứ dành chứ nó chắc cho chôn. Dạ, chôn không cho nó thôi luôn rồi. Nó dành hết rồi, nó dành. Vậy là mới đi lên đây nghe nói mất. Mới chết chuyện qua à. Dạ. Sáng đi qua chợ đi mua chợ mua thuốc mua đồ ăn cho nhỏ thì nghe nhỏ cháu nó nói cô Tư chết rồi. Còn mấy anh chị anh tặng được 1 triệu với thùng mì. Dạ, con thấy gạo nhiều quá con không tặng gạo. Đó, gạo thì người ta cho với thằng cháu á, thằng sĩ xong nó cho với Sơn á, bạn của nó đồ đó cho đó rồi nó xin. Dạ. Nó xin nó đem lên nó cho được đứa được 10 kg mà ba đứa. Dạ. Vậy là cũng như người ta xin mấy người ta có ăn mà ta cho xin nó, người ta cho lại. Rồi nó xin nó thấy vậy nó xin. Dạ bây giờ con thấy gạo nhiều quá. Rồi nó đem lên nó cho đó. Dạ. Chứ lúc trước là Út xin của Từ Phú mà từ Điện Minh bển á bên đầu tư đó cô nó có cho cô chỉ chở nó. Rồi ông Sáu Long ông chở tới nhà ông cho. Ông biết nhà chứ cô chưa biết nhà nó nữa đó. Ổng con đi trao cho hoàn cảnh của bà cụ với kia do bà khổ đó rồi dân địa phương ta biết đó. Rồi cái ta tập trung ta cho con thấy cũng trên 100 kg. Mấy người khổ nhiều quá là ta có gạo nhiều dữ lắm. Tại vì kiểu như ở địa phương đó mà cái địa phương rộng mà có một người khổ là ta súng là ta cho nhiều. Thôi để con trao tiền cho bà nè. Hôm nay có mạnh thường quân chú tên gửi thêm cho bà số tiền 4.705.000. Bà điếm lại con cái đi. Thôi điếm gì cho rồi. Không có mà đều điếm cái đang cho người ta thấy. Một. Yeah. Tại vì con chưa điếm nè. 2, 3, 4. Dạ. Để cộng đồng ta nhìn thấy được con trao đúng số tiền. Dạ. Dạ dạ. Chứ không phải làm gì đâu. Dạ. Vậy cô, cho cô tính lại thà cảm ơn cho Mạnh Thường Quân đó. Dạ. Được nhiều sức khỏe cho tặng cho cô vì cô ấy thuốc men đồ cô rất cảm ơn. Dạ. Cô mong sao nhờ ơn trên gia hộ độ cho gia đình Mạnh Thường Quân đó cho được dồi dào sức khỏe. Dạ. Để tiếp tục làm phước nữa. Dạ. Rồi thôi chúc mừng bà hen. Dạ, cảm ơn tính lại. Dạ, con về bảo quay. Dạ, con cũng còn việc nữa. Dạ, con chào bà hen. Dạ. Chúc mừng bà. Dạ. Con chắc mơ cô đi hỏi thăm coi ở trên hội nghị có cho nhập viện chưa. Đang làm gì bà? Cô đi mổ này. Mổ một đó hả? Ừ, để uống thuốc kia nó nóng quá nóng. Mà ngưng... Mổ nhiều tiền không? Cô cũng chưa hiểu nữa. Thì ông ngang ông nói lên thành phố lên trung tâm ông bú là từ 10 triệu trở lên. Chắc còn không, là... chắc không tới đâu. Mình ít ở thôi. Đây chắc không tới đâu. Dạ, với lại một tiền nhỏ xíu mà mổ không nhiều đâu. Mình ở đây thì ít. Ông nói là ông có cho đi là trên trung tâm bú mấy người như vậy nè. Dạ. Là 10 triệu trở lên. Tại ông bú bệnh viện lớn. Dạ. Mình hiểu chảnh thì nó ngon rồi đó. Chảnh bởi vì ổn. Mà mình ở đây chắc không có đến đổi tính cô lên hội nghị. Thì nó còn nó còn nhỏ nè, mổ được thì mổ đi. Ừ. Thấy ngủ liêm sáng ngày bớt vậy làm phập phiều. Nghe bọc thì ra ngoài nghiên cứu rồi nghe nói cái ngày đi cô lãnh được rồi đó. Được chưa? Được, hổm bạn con nó đi mua xe nè, nó đi nó la chạy từ đây chở bình thường. Không có mà có xe đò chạy chưa. Bà mượn kia một tiếng chở bà đi. Tiếng cho đi chứ sao vậy? Tiếng thì nó không có bằng lái. Trời ơi chạy cái đi Sài Gòn Bình Dương làm phà mà đây con lãnh nhậm gì.
con cái bà vô đó bà test tốn trăm mấy thôi chứ đâu gì đâu. Thì rồi bà nghiên cứu đi ha bố. Dạ. Dạ. Đây, đây. Thì con cũng nhấn nhấn con dần dần. Dạ. Dạ dạ không có gì. Rồi tính cũng xin khép lại video tại đây luôn quý vị. Xin chân thành cảm ơn Mạnh Thường Quân vô tên đã gửi cho bộ số tiền 4.705.000. Xin chúc em được nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc. Xin chúc tất cả mọi người xem kênh được nhiều sức khỏe, được nhiều niềm vui. Xin chân thành kính chào, hẹn gặp lại video sau.